Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 4 tháng 7, rất nhiều xe của các tổ công tác thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của một số cán bộ và nguyên cán bộ của tỉnh Bình Thuận. Tại nhà riêng của ông Nguyễn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011, tại đường Lâm Đình Chúc, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, có ít nhất 2 xe cảnh sát mang biển số xanh 80 gắn còi ưu tiên xuất hiện. Xe của Bộ Công an cũng xuất hiện trước nhà ông Lê Quang Vinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện đảo Phú Quý, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và nhà riêng của một chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Được biết, ông Nguyễn Ngọc, ông Lê Quang Vinh và một số cá nhân khác có liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Liên quan dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, trước đó vào tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 6 trường hợp, bắt giam 5 bị can. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp khác là các cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận hiện đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án Tân Việt Phát 2. Tối mùng 3 tháng 7, tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một vụ hỏa hoạn bùng lên từ khu chứa nguyên liệu rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhà xưởng công ty sản xuất gỗ, khói lửa bốc cao hàng trăm mét. Khoảng 22:30, nhân viên bảo vệ phát hiện lửa bùng lên ở một góc sản xuất công ty gỗ trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, liền hô hoán. Nhiều người dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ ở công ty dập lửa song bất thành. Do nguyên liệu chủ yếu là gỗ, bao bì, nhựa dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng kèm nhiều tiếng nổ lớn. Cột khói bốc cao hàng trăm mét, sáng rực. Diện tích bị cháy khoảng 2.000m². Các công ty ở nhà máy bên cạnh sợ cháy lan đã rời khỏi nhà xưởng. Cảnh sát chữa cháy điều động nhiều xe chuyên dụng cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường do Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Do diện tích nhà xưởng xảy ra cháy rộng hàng nghìn mét vuông, cảnh sát chia làm nhiều mũi để tiếp cận. Ngoài dập lửa, lực lượng cứu hộ cũng phun nước làm nguội các mái vách, bờ tường ngăn cháy lan sang các tòa nhà lân cận. Đến gần 1 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Song 2.000 mét vuông nhà xưởng cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Thời điểm lửa bùng phát, nhà máy không hoạt động, chỉ có một số bảo vệ ở hiện trường. Nguyên nhân hiện đang được điều tra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 7, nhóm 7 du khách thuê xe máy chở vào thác K50, xã Sơn La, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai để tham quan thì bị cây rừng ngã đổ làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, sáng mùng 3 tháng 7, bà NTT, 55 tuổi và chồng là ông NGQ, 64 tuổi, trú thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cùng nhóm bạn đi thác K50 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, xã Sơn La, huyện Ca Bang tham quan. Khoảng 9:30, nhóm khách du lịch đã thuê người dân dùng xe máy chở từ bìa rừng vào thác K50. Bà T ngồi phía sau xe máy do một người đàn ông 33 tuổi, trú xã Sơn Lang, huyện Ca Bang điều khiển. Trên đường đi, một cây rừng đường kính khoảng 20cm ngã đổ, đập vào đầu và người của bà T. Nạn nhân bị thương nặng, mũ bảo hiểm đội trên đầu bị vỡ nát. Thời điểm tai nạn xảy ra, thời tiết ở khu vực mưa to, gió khá lớn. Người dân đã đưa bà T đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi tới bệnh viện. Thác K50 là địa danh nổi tiếng ở huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Thác nằm trong khu vực rừng nguyên sinh, có hệ sinh thái đa dạng, hoang sơ. Đường đi vào thác khá khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Vừa qua, một nhóm thực tập sinh được cụ ông người Nhật mời vào cho quả bi hoa, hay còn gọi là nhóc Nhật. Nhưng sang ngày hôm sau, mọi người ngỡ ngàng khi thấy cây không còn quả nào, nhiều cành bị cắt trụi. Theo một bạn thực tập sinh chia sẻ, sau 6 năm sinh sống tại Nhật Bản, đây là lần thứ hai bạn chứng kiến người Nhật chặt bỏ cây khi có ai đó thể hiện sự quan tâm chú ý. Lần đầu tiên, bạn thực tập sinh này nhìn thấy là khi bạn mới đặt chân đến xứ sở hoa anh đào. Khi nhìn thấy cây hồng trong vườn nhà một gia đình Nhật Bản trĩu quả, cành vươn ra đường, bạn đã vô tư hái quả mà không xin phép. Ngay sau đó không lâu, bạn đã không còn nhìn thấy cây hồng đó nữa vì đã bị chủ nhà chặt đi. Theo bạn thực tập sinh này, khu vực bạn sống khá nhiều cây bi hoa, quả sai chĩu chịt, chỉ cần với tay là hái được.
Tuy nhiên, người Nhật trồng cây chủ yếu để làm cảnh, quả chín rụng đầy góc cũng không ai ăn. Nếu gia đình người Nhật nào dễ tính sẽ cho, còn không sẽ chặt bỏ cây để không bị làm phiền. Được biết ở Nhật có nhiều nơi bị nhiễm phóng xạ nên người bản địa lo ngại cho người khác quả. Lỡ người ăn vào bị bệnh, gia chủ cũng liên lụy. Đã qua 3 ngày thực hiện quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc người dùng phải cập nhật dữ liệu sinh trắc học, xác thực bằng khuôn mặt khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng hoặc chuyển số tiền hơn 20 triệu đồng một ngày. Tuy nhiên, những ngày đầu áp dụng quy định mới, nhiều khách hàng đã phản ánh về tình trạng khó kết nối tới hệ thống để cập nhật dữ liệu sinh trắc học. Nhiều khách hàng dù có đầy đủ căn cước công dân gắn chip, điện thoại di động có hỗ trợ NFC kết nối không dây nhưng vẫn không cập nhật được, phải ra quầy ngân hàng để làm xác thực dữ liệu sinh trắc học. Thậm chí trên mạng xã hội Facebook còn có ý kiến cho rằng việc không kết nối được do căn cước công dân gắn chip có thể bị lỗi. Ý kiến này cho hay đã cầm thiết bị đọc thẻ NFC đi kiểm tra một vòng người quen thì gặp ít nhất 2 trên 10 người có chip NFC trên căn cước công dân bị lỗi, tức là không thể đọc được kể cả với thiết bị đọc thẻ NFC chuyên dụng. Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định khi sản xuất thẻ căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an tuân thủ quy trình rất rõ ràng, nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Việc thực hiện kiểm tra chất lượng, hoạt động của chip và các thông tin nạp vào chip đã đúng theo quy chuẩn dữ liệu dân cư. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng. Do đó, mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh có tăng hơn so với trước. Theo đó, về mức hưởng bảo hiểm y tế, trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1 tháng 7, nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1 tháng 7, đi khám, chữa bệnh đúng quy định của luật bảo hiểm y tế, có chi phí cho một lần khám, chữa bệnh dưới 351.000 đồng, so với trước đó chi trả tăng thêm 81.000 đồng. Trường hợp người bệnh đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 5,85 triệu đồng, tăng 1,35 triệu đồng so với trước đây. Ngoài ra, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Với trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1 tháng 7, tương đương không vượt quá 105,3 triệu đồng, trước đó là 81 triệu đồng.